nọc cổ rắn chúa. Các con phải nhớ đi theo mẹ đấy, đừng có chạy lên tinh biết chưa? Vâng mẹ. Cây nấm to như một cái ô, thích thật. Miếng mồi ngon đây rồi. Đừng nghịch nữa con, ngã bây giờ. Ê, gì thế? Cứu, cứu. Trời ơi, chuyện gì thế kia? Gà Út, con rắn. Hả, gà Út đâu rồi? Gà Út ơi, gà Út. Chị gà ơi, gà Út bị con rắn trong hang bắt đi mất rồi. Gì cơ, bị rắn trong hang bắt đi ư? Tôi phải đi cứu con tôi thôi. Ấy ấy, đừng. Chị đừng vào, con rắn đó rất to và nguy hiểm. Chị vào sẽ mất mạng đó. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Gà Út của tôi. Như mọi người đã biết, gà Út vừa bị một con rắn độc trong hang bắt đi. Tôi cũng nghe nói thỏ trắng và chồn đã bị nó bắt đi rồi. Tính mạng các loài vật đang gặp nguy hiểm. Nếu cứ để nó hoành hành như vậy, e là không ổn. Đúng vậy đó. Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi sẽ xung phong vào đó bắt nó. Có được không? Con rắn đó là loài rắn rất độc, nó lại rất lớn và nguy hiểm nữa. Ôi chào, có lớn đến mấy thì cũng không thể đọ với tôi được. Với sức khỏe và bộ móng vuốt của tôi sẽ hạ được nó sớm thôi. Các bạn cứ yên tâm. Liệu anh gấu có an toàn trở về không chứ? Anh gấu, anh không sao chứ? May mà tôi chạy ra kịp, không trúng nọc độc của nó, chứ không thì... Con rắn ranh con, để tôi đi lấy xác hắn về đây. Con rắn đó thật sự rất mạnh đấy. Chẳng nhẽ tôi sợ con rắn đấy ư? Tôi là chúa rừng xanh, sức mạnh vô địch cơ mà. Tôi sẽ bảo vệ cho khu rừng này. Hy vọng hổ sẽ diệt trừ được con rắn độc ác đó. Không ngờ là nó mạnh vậy. Đấy, tôi nói thì anh không tin. Giờ chúng ta tính sao đây? Để đó tôi vào thử xem. Cậu đùa hả? Đến cả tôi cũng bị nó đánh bại. May mà chạy kịp. Cậu định vào đó làm mồi cho nó sao? Đúng vậy, gấu và hổ khỏe đệ nhất thiên hạ, mà còn không đấu nổi với nó. Cậu lại yếu ớt như thế. Có lẽ chúng ta phải tìm cách khác. Mọi người cứ tin tôi, để tôi thử sức một lần. Tôi sẽ không để bị bỏ mạng trong đó đâu. Mọi người yên tâm. Thôi, không thể khuyên nổi cậu ấy. Thậm chí còn chẳng có tiếng đánh nhau nữa. Cậu ấy sẽ sớm làm mồi cho con rắn đó thôi. Chúng ta về thôi. Mọi người, tôi trở về rồi đây. Hả? Mèo rừng, cậu ấy còn sống trở về. Làm sao cậu có thể đánh bại được con rắn? Bé nhỏ chưa chắc đã thua, sức mạnh chưa chắc đã hay. Để thắng được thì phải có chiến lược. Tôi đã lừa con rắn hung hăng đó, làm cho nó đuối sức thấm mệt, không còn linh hoạt nữa. Tôi mới tấn công nó. Chà, cậu tuyệt thật. Võ mèo đừng của cậu cao siêu thật. Đúng là không thể coi thường sự bé nhỏ, mọi người nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn mèo rừng, anh hùng của khu rừng chúng ta. Ai được thưởng? Dậy, dậy thôi các cháu. Hôm nay chủ nhật mà bà. Bà cho chúng cháu ngủ thêm một lát nữa đi ạ. Đã muộn lắm rồi. Ba đứa mau dậy đi. Đừng lười nhác thế. Dạ. Sang tuần nhà ta có việc. Bà cần nhiều nấm hương để làm cỗ mời mọi người. Các cháu hãy vào rừng hái cho bà nhé. Vào rừng hái nấm. Bà ơi, thế bà có thưởng không ạ? Có chứ. Trong ba đứa, cháu nào hái được nhiều nấm nhất, bà sẽ có phần thưởng. Hoan hô bà. Sao lũ trẻ đi mấy tiếng rồi mà mãi chưa về nhỉ? Thôi chết, lẽ ra mình không nên sai chúng nó đi hái nấm. Đúng là già cả, đáng trí rồi.
cả sáng mà chẳng thấy cây nấm nào là sao? Em mỏi chân lắm rồi. Em cũng thế. Chẳng lẽ chúng ta về tay không sao? Bà sẽ phạt cho coi. Em sợ bị phạt lắm. Làm thế nào bây giờ? Hai anh đừng lo, bà sẽ hiểu mà. Tại trong rừng không có nấm, chứ đâu phải do chúng ta lười biếng đâu. À, có cách rồi. Cách gì thế anh? Hay, đúng là ý kiến hay. Ấy, không được đâu. Em không làm đâu. Sao thế? Em không muốn được thưởng sao? Em cũng muốn được thưởng, nhưng... Vậy thì đi thôi. Không, em không đi đâu. Em về trước đây. Không được. Em về trước mất bà thì sao? Em không lấy cũng được. Nhưng em phải đi cùng bọn anh. Đến khi bà thưởng thì anh sẽ chia phần cho em. Nhưng... Không nhân gì cả. Đi thôi. Bà ơi, chúng cháu về rồi ạ. Ờ, các cháu về rồi à? Vậy thỏ trắng đâu? Dạ, cháu đây ạ. Bà ơi, bà xem chúng cháu hái được nhiều nấm chưa này. Bà thưởng cho chúng cháu đi ạ. Ồ, nấm các cháu hay thật sao? Vâng ạ. Thế còn cháu, cháu không hái được nấm sao? Cháu xin lỗi. Cháu đi mãi mà không có cây nấm nào bà ạ. Tại em ấy không biết chỗ hái bà. Bà đừng trách em ấy. Bà hiểu rồi. Bà không trách thỏ trắng đâu. Trái lại, bà còn thưởng cho thỏ trắng nữa. Hả? Sao? Sao lại thế ạ? Còn chúng cháu thì sao ạ? Thỏ trắng được thưởng vì sự thành thật, trung thực của mình. Còn hai cháu đã làm gì sai thì các cháu biết rồi đấy. Khi sai các cháu đi hái nấm, bà mới nhớ ra mùa này không còn nấm. Thỏ trắng không hái được cây nào là đúng. Còn hai cháu, các cháu đã nói dối bà phải không? Bà ơi, chúng cháu xin lỗi. Chúng cháu sợ không hái được nấm sẽ bị bà phạt nên... Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sai rồi ạ. Các cháu biết lỗi là tốt rồi. Lần sau không được làm thế nữa, nghe chưa? Chúng cháu biết rồi ạ. Chúng cháu sẽ mang nấm trả cho bác gấu và xin lỗi bác ấy. Giỏi lắm, các cháu yêu của bà. Cháu bé lại đây, bà có thể giúp gì cho cháu không? Bà ơi, cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ cháu, nhưng mà cháu chỉ có 2.000 đồng thôi. Ừ, cháu vào đây gọi cho mẹ đi, bà không lấy tiền đâu. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Cháu thấy bà toàn cho người ta gọi nhờ điện thoại, chẳng mấy khi lấy tiền, đa phần họ đều nghèo, hoặc đang có việc cần cháu ạ. Huống chi bây giờ hầu như ai cũng có điện thoại di động cả. Những người đến đây gọi điện, phải thế nào họ mới đến đây? Cháu biết là bà muốn giúp mọi người, nhưng thà rằng mình gây một quỹ từ thiện, như thế sẽ làm phước được cho nhiều người, mà mình còn được ghi danh, chứ làm những việc như cho gọi nhờ điện thoại, hay cho những người ăn xin 500, 1.000 thì nhỏ nhặt quá, chẳng có ai biết đến. Cháu nghĩ như vậy chưa hẳn đúng đâu. Đôi khi những việc nhỏ còn giúp người ta nhiều hơn cả việc mà cháu cho là to lớn đấy, cháu à. Cháu thì vẫn nghĩ rằng làm từ thiện giúp người thì phải làm cho ra làm có danh, có tiếng. Chứ những việc lặt vặt như vậy, chẳng ai hay biết. Cuốn Dư Địa Chí tập 7 này sao hiếm thế? Đã gần một tháng nay tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Còn mỗi hiệu sách này là mình chưa tìm thôi. Thật là một ngày may mắn. Cuốn sách này mình phải săn lùng bao lâu mới thấy? Cháu chọn được sách gì đó? Sách Dư Địa Chí tập 7 bác ạ. Trong tiệm mình còn cuốn nào nữa không hả bác? Cháu khéo tìm đấy. Cuốn sách này thuộc hàng sách cổ. Cửa hàng bác chỉ còn duy nhất một cuốn. Cháu có tìm khắp hiệu sách trong thành phố cũng không thấy đâu. Thảo nào cháu tìm mấy hôm rồi mà hôm nay mới thấy. Chắc cô gái ấy cũng giống mình.
Bác ấy nói trong tiệm chỉ còn mỗi một cuốn. Thôi, bạn cầm lấy đi, tôi nhường cho bạn đó. Ơi, cảm ơn bạn. Để tôi gửi lại tiền cho bạn. Không đáng là bao đâu, tôi tặng bạn mà. Thật cảm ơn bạn quá. Vậy tôi về trước nha. Không biết nên vui hay buồn, giờ chẳng mong tìm đâu được cuốn sách ấy. Mong là không gặp phải trường hợp như thế này nữa. Là cháu đó à, lâu không thấy cháu vào mua sách. Cô gái hôm nọ mà cháu nhường lại sách ấy, cô ấy có nhờ bác gửi cho cháu một bức thư. Ồ, thật thế hả bác? Dạ, cháu cảm ơn bác. Không có chi, biết đâu hiệu sách của tôi lại sang duyên cho một mối tình. Chào bạn, cảm ơn bạn vì cuốn sách. Cuốn sách ấy có ý nghĩa rất quan trọng với con trai của chị gái tôi. Với ước mơ khám phá thế giới địa lý của cháu, nhờ nguồn kiến thức từ cuốn sách mà cháu đã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học địa lý dành cho học sinh phổ thông và được học bổng đi du học, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn về nghĩa cử cao đẹp đó. Không ngờ việc ấy lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy. Bà nội nói đúng, đâu phải chỉ những việc lớn lao mới giúp ích được cho người khác. Có khi chỉ một hành động nhỏ cũng mang lại ý nghĩa lớn lao biết bao nhiêu. Chưa đổ ông nghè. Mình ơi, khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Tôi đọc nốt mấy trang nữa rồi ngủ. Sắp đến kỳ thi rồi, mình đi ngủ trước đi. Cậu học trò này tuy nghèo nhưng có chí. Ta sẽ ghi vào sổ thiên tài, cho hắn đỗ đạt làm quan. Chắc chắn hắn sẽ giúp ích cho dân chúng. Mình đã quét dọn ngôi đền này sạch sẽ để tiếp đón quan lớn. Vậy mà giờ đã xế chiều, chuẩn bị đóng cửa đền đến nơi rồi mà có thấy ai đến đâu nhỉ? Ông quý, ông làm gì mà mấy hôm nay ngày nào cũng khư khư ôm chổi thế? À, tôi đang có chút việc nên phải quét dọn đền cho sạch sẽ. Mà cậu cũng rảnh nhỉ, mấy ngày liền đều qua. Tôi tiện đường đi học về nên ghé qua thắp hương. Cũng sắp đến kỳ thi quan trọng rồi. Không thể tin được, lẽ nào lại chính là cậu ta? Tôi làm sao cơ? Thật vậy sao? Sau này tôi sẽ làm quan lớn ư? Đúng vậy, chắc thời gian tới anh sẽ đỗ đạt làm quan đấy. Anh cố mà giữ cái lọc này nhé. Như vậy là sau này ta sẽ giàu, ta sẽ trở thành quan lớn. Ta sẽ không phải sống cảnh nghèo khổ trong ngôi nhà dột nát này nữa. Ôi, thật là sung sướng. Mình ơi, vậy mà ăn đi. Khoai tôi mới nấu nè. Quan lớn như ta mà dở xấu như thế này sao? Không được, phải bỏ thôi. Sau này thiếu gì mỹ nữ chứ. Mình làm sao mà thần mặt ra thế? Cô bảo ai thần mặt đấy? Vợ con gì mà láo thế? Đừng thấy tôi hiền mà làm càn. Ngày mai cô cuốn hết đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà này đi, nghe chưa? Này anh Tư. Cái gì? Có chuyện gì? Anh Tư này, tháng trước anh còn thiếu tôi 2 đồng, giờ anh phải trả cho tôi. Ta chưa có, mà cứ liệu đấy. Nay mai ta làm quan lớn, ta sẽ cắm đất cả vào vườn nhà anh đấy. Thằng Tư dạo này làm sao thế? Ngày trước nó hiền lành lắm mà. Còn mấy người nữa cứ liệu hồn, đừng có bàn tán sầm bậy. Sau này tôi làm quan lớn, các ông các bà hối không kịp đâu. Này ông, hôm qua thần làng có về báo mộng cho ông nữa không? Hôm qua thần có về báo mộng, nhưng... Thần báo sao? Nói thật nha, thần nói sau này tôi không cần phải kính cẩn trước anh nữa. Thiên đình đã tước mất số làm quan của anh, không cho anh đỗ đạt nữa. Cái gì? Không cho tôi làm quan nữa sao? Tại sao chứ? Thần bảo anh chưa lên làm quan mà đã hống hách, bỏ vợ bỏ con, đối xử tệ bạc với mọi người xung quanh. Thần còn bảo thêm, cái hạng người chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng.
có được làm quan cũng chẳng làm quan tốt được đâu. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng ư? Trời ơi là trời! Sự tích cây khoai lang. Bà ơi, bà dậy uống thuốc đi cho đỡ ho ạ. Bà ơi, bà nhanh khỏi bệnh nha. Bây giờ cháu đã lớn, từ nay trở đi cháu sẽ đi kiếm củi để lấy tiền mua thuốc cho bà. Ruộng lúa nhà mình sắp thu hoạch được rồi, cháu sẽ nấu cơm cho bà ăn. Bà nhanh khỏe nha bà. Bà sắp khỏi rồi. Cháu đừng lo. Thấy là bà sắp được ăn cơm trắng, không còn phải ăn củ mài nữa rồi. Cái gì thế? Sao khói lại bốc lên thế kia? Trời ơi, ruộng lúa của mình đã cháy thành tro, biết lấy gì cho bà ăn bây giờ? Hỡi cậu bé kia, ông là... Ta là Bụt đây, làm sao con khóc? Hơi, ông Bụt, ông ơi, bà con đã già yếu lắm rồi. Con đã lớn nên con đã cày cuốc đêm ngày chăm sóc cho ruộng lúa. Thế mà sắp đến ngày thu hoạch rồi thì lửa cháy theo đuổi hết. Con buồn lắm, cả đời bà cháu con gian củ mài, những tưởng từ nay. Thế mà lửa theo đuổi hết rồi, con biết lấy gì cho bà con ăn đây? Con thật là một cậu bé hiếu thảo. Được, ta sẽ cho con một điều ước, con hãy ước đi. Thưa Bụt, con chỉ mong bà con không bị đói, bà con già yếu lắm rồi. Được, ta sẽ cho con được toại nguyện. Ôi, ông Bụt, ông đâu rồi? Ông bảo sẽ cho con được toại nguyện mà, ông đâu rồi? Mùi gì thơm quá, ngon quá, mình phải đi tìm xem mới được. Là củ gì mà thơm vậy? Thơm quá, củ này chắc ăn được. Ôi, thơm quá, ngon quá. Mình chưa bao giờ được ăn củ gì ngon thế này. Chắc ở dưới và xung quanh vẫn còn nhiều lắm. Mình phải tìm, mang về cho bà ăn mới được. Thấy là bà mình không phải nhịn đói rồi. Đây là cây gì nhỉ? Sao nhìn lạ vậy? Thì ra là cây này, nhất định là nó rồi. Mình phải mang cây này về trồng mới được. Bà ơi, bà ơi, cháu vừa nhìn thấy một loại củ rất thơm ngon. Bà ăn đi cho khỏe. Vậy hả cháu? Bà ăn đi ạ. Bà ơi, củ này ngon không ạ? Ngon cháu à, rất thơm, bùi mà ngọt nữa. Bà ăn vào mà thấy khỏe cả người. Nhất định thứ của này là do ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta. Lát cháu hãy đi chia cho mỗi nhà một ít, rồi đi tìm thêm thứ cây quý đó, trồng ở khắp bìa rừng, bìa suối, để mọi người nghèo cũng có cái để ăn. Vâng ạ. Thứ củ được cậu bé phát hiện ra có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cho đến bây giờ, thứ củ ấy vẫn được nhiều người ưa thích, và chúng ta vẫn thường gọi đó là củ khoai lang. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.